lại hết một ngày rồi anh em ơi. Ở Vũng Tàu này thì cũng có nhiều niềm vui lắm ha, cũng nhiều khó khăn. Thì ngồi đây quay được gì quay nha anh em ha. Thì sáng giờ quay cũng được vài clip, thì cứ đăng từ từ gì cho anh em xem ha. Cảng cắt lỡ này quá ghê, ghê cũng khủng luôn. Cũng giống như đắc cầu vậy thôi nha. Nhưng mà mỗi vùng mỗi khác, cũng có cái hay riêng của nó ha. Thì anh em nhớ theo dõi nha. Rồi anh em cố gắng like cho mình và chia sẻ những clip nào thích thì mình cứ chia sẻ nha. Rồi cảm ơn anh em, nhớ bình luận gì nha, mình sẽ trả lời. Ok. Wow, trước mặt anh em thì đây là chiếc tàu cái nha. Tàu cái nha anh em, ghe Kiên Giang đang chứa nước đá thẳm nha. Chắc hôm nay chạy luôn rồi. KG93632TS. Chiếc này 6 mét mấy bề ngang nha anh em. Cabin cabin 2 tầng rưỡi nha. Mình đoán là máy SR cổ cao đó, Mitsubishi ha. Dài khoảng 26 mét đổ lại nha. Thấy mấy anh này đang chuẩn bị xây nước đá nha, cho bé bự này nè. Em này là cũng bự lắm nè. Chiếc này cabin lai Thái nha anh em. Chiếc này như là tàu đực ha. Tàu đực. Tàu cái nó chắc bự cỡ nào trời. Tàu tải. Tải cái. Theo thông tin mấy anh này cho biết là chiếc này sẽ chạy ra ngoài đó ha, chạy qua biển để mà tải cá nha, tải mấy chiếc kia vô. Lúc trước làm tàu cái nhưng mà sau này chủ ghe cho làm tàu tải luôn ha, nguyên đoàn của ảnh nha, chứ không có thuê ghe nào hết á. Đang lấy đá nè, lấy khoảng 4-5 ngàn cây nha anh em. Chiếc này khủng thiệt chứ. Chiều dài chiếc này là mình đoán khoảng 32 mét đổ lại nha. Bề ngang thì cỡ 6m8 nha anh em. 6m8 trở lại nha. Mình không có quen biết chủ ghe cho nên là không dám lên ghe quay cái máy cho anh em xem, anh em thông cảm nha. BV93939TS. Chiếc này làm cái luôn nha anh em. Mình thấy chiếc tàu cái Thiện Hòa là làm gì đây? Nó đang làm gì đây? Ghe Thiện Hòa, cabin 3 tầng tàu cái nha anh em. Chiếc này 6 mét mấy bề ngang nha. Cỡ 6 mét rưỡi trở lại nha anh em. Bề dài chiếc này thì không dài cho lắm đâu ha. Này cỡ 24 mét trở lại thôi. Cabin 3 tầng, chơi cẩu màu vàng luôn. BV99869TS. Có lên bề gió luôn nha. Mấy chiếc này là chạy chân dịch là khoảng 36 nha anh em. 36, 38 luôn nha. Dòng máy của nó là 138 hoặc 150 nha. Thank you.
nó là trên 120 tấn nha anh em, chứa trên 120 tấn. K38 hoặc K50 luôn nha, hai máy nha. Nói chung là mình đón như vậy nha anh em. Thank you.
Kiên Giang này nha. Rồi ghe ga vô đó nha anh em, rồi ghe ga vô. Các anh này đang sắp dây lại nha.